kiến nghị điều chỉnh luật bảo hiểm xã hội, lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần. Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra kiến nghị tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khi góp ý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi hiện đưa ra hai phương án về việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Phương án đầu tiên chỉ cho phép rút bảo hiểm xã hội cho nhóm người tham gia trước khi luật có hiệu lực với một số ngoại lệ. Phương án thứ hai không phân biệt thời gian đóng, cho phép tất cả lao động rút bảo hiểm xã hội sau một năm tham gia hệ thống, nhưng số tiền rút không vượt quá 50% tổng số tiền đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Kiến nghị ông Triều nêu rõ rằng thời gian gần đây, Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều thắc mắc từ phía người lao động liên quan đến phương án rút bảo hiểm xã hội một lần. Ông cảnh báo rằng việc chọn phương án thứ hai có thể khiến người lao động quyết định nghỉ việc và đợi đến năm sau để nhận trợ cấp một lần, sợ rằng số tiền nhận sẽ giảm đi 50%. Ông Triều cũng nhấn mạnh rằng phương án thứ hai có thể dẫn đến biến động lớn trong tình hình lao động, khi nhiều người sẽ đăng ký rút bảo hiểm xã hội một lần. Lựa chọn tối ưu, ông Triều kiến nghị rằng để đảm bảo tính công bằng và bảo đảm quyền lợi của người lao động nên chọn phương án đầu tiên, cho phép nhóm tham gia trước ngày 1 tháng 7 năm 2025 được quyền lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần hoặc tiếp tục tham gia hệ thống. Chú ý, thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.